Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đó là trách nhiệm của mọi công dân. Tuy nhiên, vấn đề nợ thuế kéo dài gây thất thu cho nguồn ngân sách của nhà nước đang diễn ra trên phạm vi rộng với số tiền nợ thuế rất lớn. Vấn đề này đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành chức năng để tìm ra nguyên nhân là vì sao lại có nhiều doanh nghiệp nợ thuế và không có khả năng thu hồi. Năm 2013, tình hình kinh tế của đất nước gặp nhiều khó khăn và Nghệ An cũng không nằm ngoài thực trạng đó. Vì vậy, trên địa bàn toàn tỉnh có đến 1.500 doanh nghiệp ngừng, tạm ngừng hoạt động. Hơn 1.000 doanh nghiệp đóng mã số thuế. Và bình quân mỗi tháng có 10% số doanh nghiệp quản lý kê khai thuế phát sinh bằng không. Chính vì vậy, đây là nguyên nhân tác động rất lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Thì 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Nghệ An vẫn có tốc độ tăng thu ngân sách cao đến 20%. Đến nay chúng ta thu được 3.020 tỷ, có thể nói đây là cái tỷ lệ là như cao hơn mức bình quân chung cả nước. Nhưng trong lúc đó tỷ lệ tăng nợ thuế của chúng ta là thấp hơn nhiều, chỉ là 12,5% thôi. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và khai thác đá Phương Trang có trụ sở tại khối Thái Thịnh, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Năm 2009 trở về trước, công ty có số lượng tàu vận tải biển rất lớn, với 8 tàu. Trong đó, 3 tàu có trọng tải 3.200 tấn, 5 tàu từ 900 đến 1.600 tấn. Tổng doanh thu năm 2009, đơn vị này đạt đến 40 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện công ty vẫn đang nợ số thuế gần 4 tỷ đồng. Lý giải cho việc nợ thuế kéo dài, đại diện công ty cho rằng, sau năm 2009, VAT cước vận tải lên 10%. Trong lúc nghề vận tải biển phải chi phí để tàu hoạt động được rất lớn, độ vênh của VAT so với cước khá cao nên số dư nợ thuế cũng tăng hàng năm. Là cái dầu thì tăng liên tục mà quy định của nhà nước thì không cho vượt quá cái giới hạn của vận tải. Từ chỗ đó mà cái vận tải biển đó, nó có cái đặc thù của nó, tức là đồng lương của thuyền viên rất cao. Ví dụ thuyền trưởng là phải trả tới 30 triệu, mặc dù là đường bộ là có giảm tải, nhưng nó lại ảnh hưởng đến cái vận tải đường biển. Vì tàu về hàng hóa, về không có phương tiện đường thủy bốc, đường bộ bốc. Trước đây, mỗi vòng bọn tôi đi như thế là khoảng 1 tháng, thì bây giờ có thể tháng rưỡi, 2 tháng. Chính vì thế, càng ngày bọn tôi là càng khó khăn thêm, chứ không phải là giảm khó khăn. Phương Trang chỉ là một trong rất nhiều công ty nợ thuế dây dưa, không hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước trong thời gian dài. Tính đến hết tháng 6, tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu có đến 88 doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, với số tiền hơn 12,2 tỷ đồng. Trong số đó, nợ dưới 90 ngày là 3,1 tỷ, trên 90 ngày là 4,7 tỷ, và nợ khó thu lên đến 4,4 tỷ đồng với 29 doanh nghiệp. Cái việc thu cái khoản nợ đối doanh nghiệp có thu là rất khó. Ví dụ như là có doanh nghiệp ngân hàng đã phạt mãi tàu thì không còn cả là phương tiện để mà sản xuất kinh doanh thì nợ thuế cũng không thể giảm được. Theo quy định, khi doanh nghiệp nợ thuế kéo dài trên 90 ngày, ngành thuế sẽ thực hiện việc cưỡng chế với 3 biện pháp đối với đối tượng nợ thuế. Thực hiện theo biện pháp này đồng nghĩa với doanh nghiệp phải đóng cửa, hết cơ hội để sản xuất kinh doanh. Trong khi cưỡng chế thì cũng rất khó khăn, bởi lẽ là cái doanh nghiệp thì người ta là kinh doanh thì đã kém hiệu quả. Bởi vậy mà mình để đi cưỡng chế lại cái biện pháp đình chỉ sử dụng hóa đơn thì cũng là một cái khó khăn nhất cho doanh nghiệp. Lâu nay thất thu thuế trong khai thác khoáng sản trở nên đáng báo động. Sở dĩ người dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường, nguồn tài nguyên khoáng sản bị cạn kiệt, lãng phí, hạ tầng giao thông hư hỏng, xuống cấp rất nhanh do khai thác khoáng sản. Thế nhưng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này lại trốn thuế, không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Khu vực khai thác quặng thiếc của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác khoáng sản Tuấn Hùng tại Bản Phòng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Doanh nghiệp này là một trong những đơn vị đầu tiên được cấp phép khai thác khoáng sản tại đây. Những năm trước, tất cả những khoản thuế đều được doanh nghiệp Tuấn Hùng thực hiện nghiêm chỉnh đối với nhà nước.
Tuy nhiên, có lúc doanh nghiệp này cũng rơi vào tình trạng chậm trễ. Không, về phía doanh nghiệp thì tất nhiên là có thể có một số sai trái về cái doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhưng thực tế trong thời gian này, mà thời điểm này thì hầu như tất cả các doanh nghiệp đều vướng phải là khó khăn đó. Bởi vì thực tế ra là có nhiều lúc phải là ưu tiên, tức là cái bộ phận công nhân người lao động, cho nên là có khi thậm chí là phải chậm cả thuế. Mà thậm chí có những cái doanh nghiệp không phải là chắc nợ tiền thuế mà đã nợ cả tiền công nhân, chứ không phải là, nhưng mà tất cả đều phải cố gắng để vượt qua thôi. Huyện Quỳ Hợp là trọng điểm về khai thác khoáng sản. Vì thế, đây cũng là địa phương có số lượng doanh nghiệp dây dưa nợ thuế với nhà nước cao nhất, với gần 200 doanh nghiệp, tổng số tiền lên đến 20 tỷ đồng. Mặc dù có rất nhiều doanh nghiệp nợ thuế, trốn thuế, nhưng dường như các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế theo đúng trình tự quy định của pháp luật lại chưa được các cơ quan chức năng thực hiện triệt để. Cũng có những doanh nghiệp trước đây khi mà kinh doanh đang thuận lợi thì lúc đó là như vậy, là nhà nước đã quy định cái tỷ lệ phạt một trận đáng thấp trên cả doanh nghiệp tranh thủ chiếm dụng cái khoản vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến lúc nhà nước điều chỉnh, quốc hội điều chỉnh tăng cái tỷ lệ phạt rồi anh phí chậm nộp thuế không ngân sách nhà nước đến 25% năm đối với mọi lợi trên 90 ngày thì lúc đấy doanh nghiệp đã rơi vào cái thời kỳ khó khăn. Do vậy họ có một lúc phải giải quyết để nộp được ngân sách. Chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp, nhưng trên thực tế thì nhiều doanh nghiệp có khó khăn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp cưỡng chế, các biện pháp cần thiết, nhưng mà một lúc cũng không thể tháo gỡ hết được tất cả những vấn đề này. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, số nợ tiền thuế, tiền phạt trên địa bàn toàn tỉnh còn 835 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu hơn 83 tỷ đồng. Một con số không nhỏ so với nguồn thu ngân sách của tỉnh và mức thu nhập bình quân hiện nay của người dân tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp được đầu tư sản xuất kinh doanh. Ngược lại, một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đã tạo ra môi trường kinh doanh thiếu bình đẳng, không công bằng giữa các doanh nghiệp với nhau. Hơn nữa, việc chậm nộp, chây ì, cố tình trốn thuế còn được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Vì thế, cần được xử lý nghiêm. Bởi đây là việc làm cần thiết để bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nghiêm chỉnh, chính đáng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.